Tôi là blogger Điếu Cày, chào mừng quý vị đến với chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, vào thứ Ba 21 tháng 9 năm 2021 tại thủ đô Berlin, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và các nhà báo Việt Nam sống tại Đức đã tổ chức một cuộc biểu tình đòi hỏi tự do báo chí tại Việt Nam trước trụ sở chính của Facebook tại Đức. Cuộc biểu tình nhằm mục đích thu hút sự chú ý vào việc Facebook đang bị các chế độ độc tài lạm dụng để kiểm duyệt các blogger và các nhà báo hải ngoại. Trong thời gian gần đây, Facebook và YouTube đã xóa nhiều tài khoản hoặc chặn các bài viết có nội dung cổ vũ cho tự do, dân chủ ở Việt Nam, phê phán các mặt yếu kém của chính quyền Việt Nam, đặc biệt gần đây nhất là việc lãnh đạo chống dịch COVID-19. Ngoài những biện pháp trừng trị hà khắc với các blogger trong nước, chế độ Hà Nội còn đang cố gắng kiểm soát các thông tin từ hải ngoại, nhắm vào các nhà báo lưu vong, dùng các phương tiện kỹ thuật để ngăn chặn tiếng nói chỉ trích ở nước ngoài trên Facebook và YouTube. Cuộc meeting tại Berlin nhắm mục đích kêu gọi Facebook nhận thức được trách nhiệm này, bảo đảm quyền tự do báo chí và không cúi đầu trước các yêu cầu kiểm duyệt của các chế độ độc tài. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi có khách mời đặc biệt từ Cộng hòa Liên bang Đức là luật sư Nguyễn Văn Đài. Xin chào anh Nguyễn Văn Đài. Vâng, xin chào anh Hải Đỗ Cày. Xin chào quý khán giả của đài SPDM ạ. Vâng, thưa anh Nguyễn Văn Đài, vì sao lại có cuộc biểu tình ở Berlin phản đối Facebook và YouTube? Vâng, thưa anh Hải, thưa quý khán giả, thì phải nói là trong khoảng 2 năm trở đây, tức là tôi tính từ cuối năm 2019 ý, cho nay á, thì Facebook cũng như là nhà cung cấp dịch vụ Google là đã phải chịu cúi đầu trước nhà nước độc tài của sản Việt Nam rất là nhiều. Tức là đối với những người Việt ở trong nước á, thì thứ nhất là họ đóng tài khoản. Tôi đã hỏi hầu như là 100% các cái nhà hoạt động trong nước và những cái người mà họ thường xuyên sử dụng Facebook để bày tỏ những cái quan điểm hay là những cái bình luận khác biệt với nhà nước độc tài của sản Việt Nam ý, thì thường xuyên nó bị khóa tài khoản. Có những người bị đóng hoàn toàn luôn. Đấy là ở trong nước thì nó không có phải 99% nữa mà là 100% luôn. Thế còn đối với hải ngoại ấy, thì cũng bị thường xuyên. Ví dụ như bản thân tôi thì là trong 8 tháng của đầu năm 2021 ấy, thì đã bị đóng tới 4 lần, mỗi lần một tháng, coi như mất 5% thời gian. Đấy, còn Bùi Thanh Hiếu thì cũng bị khóa thường xuyên, cũng mỗi lần một tháng. Rồi nhà báo Lê Trung Khoa thì thường xuyên bị chặn. Thì phải nói là những cái chiến dịch đàn áp như vậy ấy, thì nó rất là khắc nghiệt. Thì tôi có xem lại những cái bài viết và những cái bình luận của tôi vào năm 2018 khi tôi mới sang Đức và những cái bài viết trước khi tôi bắt vào năm 2015 ấy, thì phải nói là thời kỳ đó mình viết rất là mạnh, rất là nhiều, bình luận một cách thoải mái thì hoàn toàn là không có bị đóng, không có bị gì cả. Thế thì khi mình so sánh những cái bài viết trước đó với cái bài viết từ cuối năm 2019 trở đây ấy, thì phải nói là nhà nước độc tài của sản Việt Nam họ quá lo sợ trước cái làn sóng người Việt ở trong nước, càng ngày họ càng quan tâm nhiều đến mạng xã hội, quan tâm nhiều đến các vấn đề chính trị xã hội trong nước, cho nên là họ càng gia tăng gây áp lực đối với cả hai công ty cung cấp dịch vụ là Google đối với YouTube và công ty Facebook để mà tìm cách ngăn chặn. Thế cho nên ấy là tổ chức phóng viên không, chúng tôi thì nhiều lần khiếu nại ấy, thì thông qua tổ chức phóng viên không biên giới tại Đức, và họ thấy rằng cái khiếu nại của mình như vậy là không có đủ, cho nên tổ chức phóng viên không biên giới thì đã phối hợp với tờ báo Tags Berlin cùng với cái thời báo .de của nhà báo Lê Trung Khoa đã đồng cái tổ chức cái cuộc biểu tình đấy, biểu tình trước cái trụ sở của Facebook ở tại Berlin để nhằm gửi cái thông điệp đến Facebook là kêu gọi Facebook hãy dũng cảm tôn trọng luật pháp quốc tế để không chịu áp lực từ nhà nước độc tài của sản Việt Nam, đồng thời cũng thông qua những cái phóng viên quốc tế đến dự ở đó để truyền tải đến người Đức cũng như những người dân châu Âu. Và thứ ba nữa là có sự tham dự của các cái tổ chức đảng chính trị ở Đức để họ truyền tải cái thông điệp của chúng tôi đến với Quốc hội Đức. Đây là cái mục đích của cuộc biểu tình ở tại Berlin hôm vừa rồi như vậy. Vâng, khi mà ban tổ chức đưa ra lời kêu gọi biểu tình ấy, thì anh thấy phản ứng của nhà cầm quyền cộng sản thế nào? Vâng, thì về trực diện thì họ không có ý kiến gì cả, nhưng mà họ huy động một lực lượng rất là lớn, các dư luận viên ở các cái tờ báo gọi là cánh tay nối dài của Bộ Công an hay là những cái tờ cái trang Facebook thì họ miệt thị, họ nói Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Bùi Thanh Hiếu là những chùm phản động, những kẻ lưu vong chuyên chống phá, rồi mang những cái biểu tượng của nhà nước, biểu tượng như là cờ đỏ của Đảng rồi cờ của Tổ quốc ra để chà đạp rồi để miệt thị nó kia, tức là họ dùng những ngôn ngữ rất là kích động người dân để họ tưởng họ cho rằng họ là những người yêu nước, còn chúng tôi là những người chống lại Tổ quốc. Đấy là họ kích động người dân như vậy. Nhưng mà cũng người dân bây giờ thì mình thấy là trình độ dân trí cũng rất là cao rồi,
ngoài những cái người mà họ sống lệ thuộc vào chính quyền, ngoài những cái dư luận viên đó, họ chuyên nghiệp đó, thì hầu như người dân không có phản ứng gì đối với phản 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 đối gì những cái việc làm của chúng tôi cả. Thế nên là đấy, qua những cách như vậy đó, thì họ tìm mọi cách để khuấy động lên những cái dư luận, những cái người dân mà họ còn chưa có nhiều hiểu biết, để họ lên tiếng, họ chửi bới, họ thóa mạ. Thì đấy là cách mà nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam họ vẫn sử dụng từ xưa nay là như vậy. Vâng, có những cái tổ chức và cá nhân nào tham gia vào cái cuộc biểu tình, anh có thể điểm qua vài cái ý kiến mà phát biểu nổi bật của họ không? Vâng, thì cái tổ chức, cơ quan chính ý, tổ chức ý, là tổ chức phóng viên không biên giới, tờ báo Task Berlin và thời báo .de. Thì đó là có rất nhiều những cái nhân viên của tổ chức phóng viên không biên giới đến dự, rồi các cộng tác viên nhà báo của tờ báo Task ở Berlin, rồi những người bạn bè Đức. Ngoài ra thì có rất nhiều các cái phóng viên quốc tế nữa, ở các hãng Reuters, rồi hãng Đáp, rồi rất nhiều các tổ chức phóng viên đến. Và ngoài ra thì có một cái phát biểu của một cái bà đại diện cho đảng SPD, đảng mà vừa thắng cử chính phủ ở Quốc hội Đức ấy, và sắp tới chuẩn bị thành lập chính phủ đó, thì là có một cái bà đại diện cho đảng SPD đến phát biểu. Thì đa phần các cái lời phát biểu của đại diện tổ chức phóng viên không biên giới, tờ báo Task, những người bạn Đức, cũng như là của đại diện đảng SPD ấy, thì họ đều biết rất nhiều những cái thông tin liên quan đến việc nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam gây áp lực với hai nhà cung cấp dịch vụ Google và Facebook khi mà đóng cửa rồi khóa những tài khoản của người Việt Nam ở trong nước, rồi những người nhà báo độc lập ở bên ngoài Việt Nam, và họ lên tiếng phản đối rất là mạnh mẽ, chỉ trích nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam. Đồng thời họ cũng yêu cầu Facebook cũng như là Google cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế để đảm bảo cái quyền, thứ nhất là quyền tự do ngôn luận, thứ hai là quyền tự do báo chí, thứ ba là quyền được tự do tiếp cận thông tin của những người Việt Nam ở trong nước. Bởi vì ví dụ như kênh của cá nhân tôi, hay kênh của nhà báo Lê Hồng Khoa, hay là Facebook của blogger Bùi Thanh Hiếu, thì có đến gần 2 triệu người đăng ký tổng hợp của ba cái kênh này. Và cái số lượng người xem thì rất là nhiều. Ví dụ riêng trong tháng 7, tháng 8, 19 vừa qua thì số lượng người xem của tôi thường xuyên là 20 đến 30 triệu lượt người xem từ trong nước. Thế như vậy khi mà họ ngăn chặn những cái video hay những bài viết của tôi, của nhà báo Lê Trung Khoa, thì rõ ràng ấy, họ đã tước đi cái quyền và cơ hội được tiếp cận với các thông tin trung thực, hay là những cái kiến thức về dân chủ nhân quyền của người Việt Nam ở trong nước. Thì đấy là họ đã tước đi quyền của cả hàng triệu người Việt Nam. Thế thì chúng tôi cũng đã gửi báo cáo cho họ biết trước rồi, cho nên là khi trong lời phát biểu thì họ lên án rất là mạnh mẽ chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam. Anh cho biết là những cái hoạt động nào trong cái cuộc biểu tình này mà anh thấy là nó đáng chú ý và sáng tạo? Vâng, thì có hai cái hoạt động rất là sáng tạo. Thứ nhất ý, là chúng tôi đã in tất cả những cái thông báo, tin nhắn ngăn chặn từ Google cũng như từ Facebook đến tài khoản của tôi, cũng như tài khoản của nhà báo Lê Trung Khoa và tài khoản của anh Bùi Thanh Hiếu, bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Đức. Và sau đó chúng tôi làm cái cột và dán nó bốn xung quanh đấy. Thì cả cái sảnh của cái tòa nhà Sony ấy, thì rất nhiều người khách quốc tế họ đi lại, cho nên là họ đi qua họ rất ngạc nhiên, và họ đọc những cái tin đó, và họ thấy là ồ, tại sao họ đang sống ở thế giới tự do mà một cái nước ở Việt Nam xa xôi kia mà lại có những cái sự ngăn chặn như thế này. Thì họ họ rất là ngạc nhiên, và họ bày tỏ cái sự ngạc nhiên đó. Cái sáng tạo thứ hai ấy, là cái tổ chức phóng viên không biên giới cùng với Lê Trung Khoa thì đã mời ba cái diễn viên hài rất là nổi tiếng của Đức để diễn một cái vở kịch. Thì một diễn viên thì đóng vai là một người đang sử dụng Facebook, một diễn viên đóng vai người đang sử dụng YouTube, và trong khi đang sử dụng ấy, thì diễn viên thứ ba đóng vai là Bộ trưởng Công an Tô Lâm đến để coi bắt hai người này. Thì tôi không hiểu tiếng Đức hết, cho nên là không có diễn tả được hết được cái nội dung. Thế nhưng mà sau cái phần trình diễn ấy, thì khán giả đứng xung quanh, những người tham dự biểu tình ấy, và những người đi qua, họ vỗ tay rất là tán thưởng, họ bảo đây là một cái sự sáng tạo rất là hay, và cái vở kịch này được diễn viên thực hiện rất là tốt. Đấy thì họ đồng thời ở phía sau những cái phông màn ấy, là dán cái cờ đỏ mũ liềm, đồng thời là dán cả cái cờ đỏ sao vàng của Việt Nam nữa. Thế cho nên là cái điều đó nó tạo ra cái sự rất là bức xúc và tức giận của cái ban tuyên giáo chính trung ương cũng như là cái dư luận viên. Cho nên sau cái vụ đó là hàng loạt các bài viết họ chỉ trích, họ kích động người dân đấy, như tôi vừa nói đấy, họ kích động là những cái nhóm này đã dùng cờ tổ quốc, rồi dùng cờ của đảng để xúc phạm, để bôi nhọ, rồi để chà đạp với nó kia, họ dùng những cái từ ngôn ngữ rất là mạnh. Đấy thì phải nói là qua cái hình thức như vậy ấy, nó rất sáng tạo và rất là hay, và hy vọng những đợt biểu tình sau ấy mà, thì chắc chắn là sẽ có thêm những sự sáng tạo mới dựa trên những cái gì mà đã làm được trong cuộc biểu tình vừa qua. Vâng, tôi thấy cái đó rất là sáng tạo.
Anh Facebook mà anh ấy gửi cho những cái nạn nhân của anh ấy thì anh nghĩ rằng chỉ có nạn nhân với lại anh ấy biết thôi, nhưng mà bây giờ những cái bài viết rồi là những cái tin nhắn đưa ra ngăn chặn như thế thì để cho cộng đồng quốc tế thấy được tất cả những cái mà bàn tay của Việt Nam mà thò sang tới tận bên Đức để ngăn chặn những cái tự do báo chí, tự do ngôn luận ở nước ngoài như thế nào. Thưa anh thì anh thấy quy mô của cái cuộc đàn áp tự do ngôn luận trên mạng lưới truyền thông Việt lần này như thế nào? Phải chăng là Cộng sản muốn bưng bít thông tin về những cái yếu kém khuất tất ở trong phòng chống dịch? Vâng, cái rõ ràng rồi, cái đấy thì chúng ta đều biết ấy, khi mà ở trước đây ấy, thì nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam họ cũng rất là chủ quan, họ nghĩ là mọi thứ họ có thể ngăn chặn được thì họ mới để cho Google cung cấp cái dịch vụ mạng xã hội YouTube và Facebook thì cái cung cấp cái dịch vụ của họ ở Việt Nam. Nó không giống như các nhà nước độc tài khác, ví dụ như là ở Trung Quốc họ cấm tuyệt đối luôn, ở Bắc Triều Tiên thì càng không bao giờ có cơ hội để xem. Ở Cuba thì họ cũng hạn chế rất là nhiều. Nhưng riêng Việt Nam á, thì họ cũng cho tương đối ban đầu là họ rất là thoải mái. Tôi nói trước năm 2000 trước năm 2016 ấy, trước tôi bắt ấy, thì khi đó sử dụng. Bây giờ xem lại những cái bài viết của đó thì mình cũng thấy ngạc nhiên tại sao mình ngồi viết mạnh thế. Nhưng bây giờ nó bắt tới lâu rồi. Cái thời điểm năm 2013, 2014, 2015 ấy, đấy thì viết phải nói là rất là mạnh mẽ mà không có vấn đề gì cả. Thế thì rõ ràng có một thời điểm thì nhà nước độc tài cộng sản họ rất là chủ quan. Nhưng đến khi mà người dân Việt Nam đã biết đến mạng xã hội, bắt đầu quan tâm đến chính trị thì họ bắt đầu giật mình, và lúc đó thì họ buộc phải ra luật an ninh mạng để ra tay để đàn áp những cái nhà hoạt động đối lập trong nước, đồng thời họ cũng đe dọa tất cả những người dân bình thường khác khi mà họ chỉ bày tỏ những cái bức xúc của họ trên mạng xã hội thôi. Thì phải nói trong 2 năm qua, thống kê từ cuối năm 2019 giờ thì phải nói là cái mức độ đàn áp rất là khủng khiếp ở Việt Nam. Vâng, cảm ơn anh. Xin quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục thảo luận với luật sư Nguyễn Văn Đài. Thưa anh Nguyễn Văn Đài, thì cái cuộc biểu tình vừa rồi có những cái cơ quan truyền thông báo chí nào của Đức và quốc tế tham gia đưa tin về cái cuộc biểu tình này? Vâng, thì thứ nhất là một trong những cơ quan báo chí lớn ở Berlin ấy, đó chính là cái tờ báo TASS, thì do cái bà phóng viên Maria Mai ấy, thì bà cũng là người đồng tổ chức cuộc biểu tình này, thì bà là người tham gia trực tiếp cùng với các đồng nghiệp của bà trong tờ báo đến để quay phim chụp hình rồi làm các cái phỏng vấn ở đó. Các hãng thông tấn lớn quốc tế thì gồm có Reuters, rồi hãng thông tấn DAF của Đức, rồi một cái hãng thông tấn AFP của Pháp. Đấy là ba hãng thông tấn lớn đã được có mặt tại đó, và họ mang các cái dàn máy đến, họ quay trước cuộc biểu tình, trong cuộc biểu tình cũng như sau phỏng vấn, sau kết thúc. Thì phải nói đây là thu hút được cái sự, bởi vì nhờ cái đồng tổ chức của tổ chức phóng viên không biên giới, cho nên họ có cái mối quan hệ rất là tốt đối với các hãng thông tấn quốc tế, cho nên họ đến và đưa tin rất là đầy đủ. Thì phải nói là nếu như bình thường ấy, chỉ người Việt của mình của thời báo .de của anh Lê Trung Khoa đưa tin ấy, thì nó không có ảnh hưởng nhiều đến chính giới của nước Đức cũng như ở châu Âu. Thế nhưng mà nhờ các hãng thông tấn quốc tế họ đến, họ ghi hình rồi chụp ảnh đưa tin đó, thì những cái thông tin của họ rất có trọng lượng, cho nên là đây phải nói đây là một cái cuộc biểu tình rất thành công, mặc dù số lượng người tham gia thì không có nhiều, chỉ có khoảng trên dưới 40 50 người trở lại thôi. Thế nhưng mà bởi vì cái sự đưa tin của quốc tế cho nên là nó có ảnh hưởng lớn đến đến chính giới của Đức. Vâng, đúng là cái việc mà biểu tình ấy đã được các cái cơ quan truyền thông quốc tế họ quan tâm ấy, thì là cái tiếng nói nó lan rất là rộng. Và tôi thấy sau đó là BBC, rồi AFP, VOA cũng đều đăng tin cả. Như vậy ấy là cái tiếng vang của cái cuộc biểu tình ấy là nó rất là hiệu quả chứ không phải là nhỏ, mặc dù cái số người tham gia không nhiều. Thì thưa anh, thì anh cho biết nhận định của anh về cái việc mà kiểm duyệt của Facebook này như thế nào? Và với cái cách kiểm duyệt như vậy là phải chăng ấy là đã có người của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam làm ở trong Facebook? Thì cách kiểm duyệt của Facebook ấy, thì nó có 2 loại hình mà những người hoạt động đưa lên Facebook đó. Thứ nhất là bài viết, bình luận, comment hay là dưới dạng cả video. Thứ ba là hình ảnh đó. Thì phải nói là cái cách kiểm duyệt của Facebook rất rất là khắc nghiệt và rất là nhanh. Ví dụ có những cái mà những cái comment của mình hay những bình luận của mình ấy, nó trên mạng, trên Facebook ấy, rất là nhanh thôi, nhưng mà nó tính tác động ảnh hưởng lớn đến trong nước ấy, thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi là Facebook ngay lập tức họ xóa đi ngay. Đấy, họ xóa đi. Và kể cả video vậy thôi, có những video mình đưa lên nó có tính hiệu quả rất là cao. Thì mặc dù là mình không vi phạm bản quyền, không vi phạm cái tiêu chuẩn cộng đồng, thì có những cái video trước tôi làm ấy, thì rất là cẩn thận rồi, đã chấp hành đúng cái tiêu chuẩn của nó, thì lập tức nhưng mà Facebook họ vẫn khóa lại, họ gửi cái tin nhắn đến, họ nói gì
cái video này của anh là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, đáng nhẽ ra đóng luôn, nhưng mà nó nói rất khéo gì, nhưng mà tôi tin tưởng rằng là anh không biết rằng anh đã vi phạm, cho nên chúng tôi chỉ xóa video của anh thôi. Nhưng mà những lần khác ấy, những video mà của mình mà vi phạm thật đấy là nó xóa và nó phạt ngay đấy, nó dừng ngay tức thế, và nó khóa 3 ngày 7 ngày hay 1 tháng ngay. Thế nhưng mà những video đã làm rất là cẩn thận rồi ấy, thì mình không vi phạm, nhưng mà nó nói mình vi phạm, nhưng mà nói là nó làm nhẹ vấn đề đi, là mình không biết là mình đã vi phạm, cho nên là nó chỉ xóa video thôi chứ nó không phạt, không khóa tạo khóa. Thì đấy là, thì rõ ràng ấy, ở trong Facebook ấy, họ phải có những người Việt, tuy đương nhiên là có người Việt rồi, nhưng mà những người Việt này ấy, có bị nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam họ tác động bằng các cái lợi ích bằng tiền bạc hay không ấy, thì tôi cho rằng sẽ rất là có, bởi vì phần lớn người Việt này không hẳn là họ đã sống và làm việc hoàn toàn ở định cư nước ngoài, mà có rất nhiều người Việt họ chỉ đi du học rồi sau đó họ được tuyển mộ làm cho công ty Facebook, và thì họ còn có gia đình ở Việt Nam, thì rồi họ những kỳ nghỉ lễ nghỉ phép ấy, họ phải thăm gia đình Việt Nam, thì độc tài cộng sản Việt Nam họ rất tinh ở cái chỗ này, họ lợi dụng một cái nhu cầu cần phải đi về nước của những người làm cho công ty Facebook, và họ mua chuộc hay họ cưỡng ép những người này phải cộng tác với lại an ninh hay là với chính phủ quyền độc tài cộng sản Việt Nam. Thì ngay như bên Đức đã vậy thôi, ở bên này có rất nhiều người là giới doanh nhân thuộc rất nhiều mọi thành phần khác nhau, tôi tiếp xúc với họ rồi, họ rất là bất bình với cái chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, nhưng mà họ không dám lên tiếng, họ có thích chơi với mình đấy, nhưng mà khi đi chơi á thì họ cũng tìm cách là không có chụp ảnh chung này, không có được đưa lên mạng xã hội này, thì họ bảo là họ quý mình lắm đấy, nhưng mà không thể đưa hình ảnh lên được, bởi vì họ còn có gia đình ở Việt Nam, họ cần phải về Việt Nam, họ cần phải xin visa sứ quán để xin giấy tờ liên quan đến sứ quán. Thì đối với những người làm việc của Facebook thì chế độ độc tài của Việt Nam họ cũng áp dụng cái bài toán tương tự, cái cách tương tự như vậy để họ gây áp lực đối với cái nhân viên này để làm theo cái ý đồ của họ đấy. Vâng, thì những người theo anh thì những người hoạt động ở trên mạng xã hội thì cần phải làm cái gì để vượt qua những cái thách thức và chống lại cái truyền thông định hướng từ Việt Nam? Nó có rất nhiều cách khác nhau, nhưng mà cách tốt nhất làm sao ấy, mình phải nâng cao khả năng của mình lên, tức là mình phải làm cho những khán giả của mình, những công chúng của mình, những người đang theo dõi ở trên Facebook, những người đã đăng ký ở trên YouTube đó, là họ phải tin tưởng và họ phải để cái chế độ, tức là luôn luôn chờ những cái bài viết mới, những cái video mới lên họ xem. Thế như vậy thì mình sẽ giảm bớt đi, vô hiệu hóa đi cái phần nào cái sự giảm tương tác của Facebook với lại hoặc là của YouTube với lại những cái khán giả của mình. Tôi lấy một cái trường hợp rất là điển hình ấy, đó là trường hợp của anh Chu Huy ấy, anh làm khá tốt bởi vì anh có cái phát hình và phát những video đúng cái giờ quy định, cho nên thì ngay lập tức ấy, thì có từ 30-40 nghìn thậm chí đến 50-70 nghìn người xem cùng lúc. Thì nó sẽ những cái sự giảm tương tác của Facebook hay của Google nó hoàn toàn bị vô hiệu hóa hết, bởi vì những người đó họ chủ động đến họ xem. Thế ví dụ như video của tôi tôi phát thì không có đúng giờ, cho nên chỉ những người nào cực kỳ quan tâm thì họ mở kênh của mình vào xem, chứ còn YouTube hay Facebook họ không tạo ra tính tương tác đấy. Mà chúng ta biết cái sự tương tác ở trên Facebook hay Google thì nó chiếm tối thiểu nhất là 90-95 thậm chí 98% là cái lượng người xem, nó không phụ thuộc lượng đăng ký đâu. Ví dụ cái lượng đăng ký kênh của anh có thể lên đến 1 triệu người, 2 triệu người, 3 triệu người nó không quan trọng, nhưng mà nếu như mà Facebook hoặc Google họ cho cái tương tác một cách đúng của nó ấy, thì cái lượng người xem của mình sẽ đảm bảo là số lượng người đăng ký tương đương với lượng người xem, thậm chí là người xem còn có thể cao gấp 5, 7, 10 lần, 20 lần người đăng ký đấy. Cho nên là hoàn toàn nó phụ thuộc tương tác của tôi theo dõi tất cả những cái chỉ số thống kê của Facebook, của Google, thì thấy rằng là gì, cái lượng người xem mà qua cái đề xuất của hai cái nhà cung cấp dịch vụ này nó luôn luôn chiếm trên 8% đối với kênh của tôi đấy. Đấy, có những cái video thì nó lên đến 95%, cái lượng người mà thông qua cái việc đăng ký theo dõi hay là gì đó nó rất là thấp, nó chỉ có 10-20%, rất là thấp. Thế nên để mà khắc phục được cái việc mà cắt tương tác ấy, thì chỉ có cách là mình thuyết phục được khán giả của mình là chịu khó đến kênh của mình hàng ngày để họ theo dõi những cái bài viết mới, những cái tin tức mới. Đấy là cách chúng ta làm và tốt để giữ gìn khán giả của mình thôi. Vâng, trong cái đợt đàn áp vừa qua thì cái quy mô nó cũng khá lớn, tại vì rất nhiều anh em blogger nổi tiếng và những cái trang website cũng như là trang YouTube, những kênh YouTube ấy, là bị chặn rất là nhiều. Vì vậy ấy, là chúng ta thấy rằng là ngay khi mà cái cuộc chiến chống dịch nó xảy ra ấy, thì nhà cầm quyền cộng sản ấy đã âm thầm lặng lẽ là mở một cái cuộc đàn áp ở trên truyền thông rất là lớn.
vì cái quy mô của nó. Cho nên là theo tôi ấy, là việc mà nhà cầm quyền cộng sản đàn áp ở trên mạng để tìm mọi cách dập tắt cái tiếng nói của bất đồng chính kiến cũng như là những cái chỉ trích từ ở phía bên ngoài biên giới quốc gia, thì tôi nghĩ rằng anh em ấy nên liên kết lại với nhau. Thì anh có thấy là cái việc mà liên kết lại với nhau ấy, nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng mạnh hơn không? Vâng, cái đấy chắc chắn rồi. Cái đấy thì cái quên vừa rồi không trình bày với anh cái đó. Chỉ khi nào ấy, tất cả những người làm truyền thông ở hải ngoại ấy, mà chúng ta tạo ra cái sự liên kết với nhau, giao thoa với nhau, ví dụ như là tôi kênh của tôi, anh Huy hay là anh Sơn Lê, rồi rất nhiều những người khác, chúng ta thường xuyên trao đổi với nhau và tạo ra mạng lưới, phân bổ nhau cái giờ để chúng ta phát video của mình ở Việt Nam á, thì khi đó chúng ta sẽ thu hút hầu hết những người xem từ Việt Nam. Tức là chúng ta phủ kín ít nhất là 12 tiếng, 12 trên 24 giờ, tức là mình phủ kín 50% thời gian trong ngày. Thế còn những thời gian nghỉ ngơi buổi tối, buổi đêm ở Việt Nam á, thì mình bỏ qua. Nhưng mà nếu như mình mà phủ kín được 12 trên 24 giờ thì rõ ràng á, mình sẽ thu hút được phần lớn những người độc giả, khán giả từ Việt Nam. Họ sẽ không xem những cái kênh truyền thông của nhà nước, họ cũng không có thời gian để vào họ đọc những cái đó đó. Đồng thời ví dụ những kênh lớn ấy, thì giới thiệu nâng đỡ những kênh nhỏ để đi lên, để chúng ta tạo ra một cái sự giao công bằng. Thế nên là chỉ khi nào ấy, mà tất cả những người truyền thông cá nhân ở hải ngoại cùng với các tổ chức, ví dụ như đài truyền hình STN, thì tôi cũng khuyến khích ấy, là qua chương trình này ấy, thì ban giám đốc của STN có thể là cuối năm nay hay là đầu sang năm, khi mà cái dịch nó hết rồi ấy, thì đề nghị quý vị cũng tổ chức một cái gọi là cái hội nghị những người làm truyền thông ở hải ngoại, tức là triệu tập những anh em từ bên châu Âu, từ Úc, từ Canada về Cali, để chúng ta có một cái hội nghị để cho bàn thảo với nhau làm sao có thể phát huy được một cái chương trình phối hợp một cách nhuần nhuyễn hiệu quả nhất. Thứ nhất về mặt thời gian, thứ hai về mặt nội dung chương trình đấy, để chúng ta có thể chiến thắng được cái truyền thông của những nước độc tài của Việt Nam. Bởi vì tôi nhắc lại câu nói của cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton ấy, ông nói năm 1992 ấy, là gì, truyền thông ấy nắm 50% chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến. Một vấn đề bạn có thể nói một lần, hai lần, ba lần hay bao nhiêu lần chăng nữa, nhưng mà khi bạn chiến thắng rồi ạ, bạn thấy rằng mình nói vẫn chưa đủ. Đấy là hai vế của truyền thông, và nó nói rất là đầy đủ rồi. Cho nên là chúng ta cần phải phát huy tối đa những cái sức mạnh truyền thông. Vâng, đúng là như vậy. Ngay từ khi còn ở trong nước ấy, là lúc mà tôi sử dụng cái trang blog nhỏ bé của mình để đấu với báo Công an thành phố ấy, thì cái trang của mình ấy, so với cái báo Công an thành phố thì nó quá là chênh lệch. Nhưng mà khi mình liên thủ với nhau ấy, một nhóm blogger ấy, mà cùng đấu ấy, thì là cái sự chênh lệch bắt đầu nó nhỏ đi. Và khi mà BBC nó dẫn bài của mình lên ấy, và dẫn cả link của báo Công an thành phố lên ấy, thì rõ ràng ấy, là cái sự chênh lệch nó thay đổi. Vì vậy ấy, là tôi đã có ý tưởng là liên kết truyền thông. Cho nên là từ khi mà ra đến bây giờ ấy, là luôn luôn ấy, tìm cách là liên kết với anh em. Cũng mong rằng là anh em là giảm cái tôi của mình xuống để cùng nhau là kết nối với nhau, lan tỏa cái thông tin của nhau, chia sẻ cái thông tin của nhau để cho ấy, là cái sức mạnh truyền thông của chúng ta nó mạnh hơn, đủ sức để đối đầu với lại nhà cầm quyền cộng sản. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Đài đã tham gia vào chương trình. Xin anh có lời chào đến quý vị khán giả. Vâng, cảm ơn anh Hải Đỗ Cài, cảm ơn đài truyền hình SVN đã có lời mời tôi tham dự. Xin cảm ơn quý khán giả đã kiên nhẫn theo dõi hết buổi trò chuyện của anh em với tôi ạ. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.